Người phụ nữ này cứ đến đêm sẽ trói con trai bằng xích sắt dưới hầm. Joey sau khi tỉnh dậy không chỉ trên người đầy lông lá, còn mọc ra cả răng nanh lẫn móng vuốt. Nhưng trừ những dấu vết trên người ra, Joey không nhớ bất cứ thứ gì. Câu chuyện trở về trước khi Joey ra đời. Anna từ lúc mang thai rất thích ăn thịt tươi. Để chăm sóc bản thân và đứa con sắp chào đời, Anna thuê một bảo mẫu da đen Clara. Nhưng sau khi Clara đến phát hiện ra Anna có rất nhiều hành động kỳ lạ. Đêm hôm đó cô phát hiện Anna lục tủ lạnh liền tiến lên hỏi. Nhưng Anna lại bất ngờ ngửi ngửi cô, tiếp đó cắn cô một miếng. Chỉ thấy mắt Anna vô hồn giống như đang mộng du. Clara còn tưởng chủ nhà có sở thích đặc biệt. Nhưng ngày hôm sau Anna lại như không xảy ra chuyện gì, không hề nhớ gì cả. Lâu dần, Clara để ý phát hiện ra, vào mỗi đêm trăng tròn Anna sẽ hành động rất kỳ lạ. Đêm đó chuyện kỳ lạ hơn xảy ra. Anna đang ngủ say đột nhiên mở mắt ngồi dậy ra ngoài, đi thẳng ra đường lớn. Lúc này trăng tròn vành vạnh, Clara âm thầm đi sau xem cô ấy muốn làm gì. Anna thẫn thờ đi một lúc lâu, đến một đường hầm, gọi một con mèo đến bên cạnh. Chỉ thấy Anna chậm rãi ôm lấy con mèo. Sau đó đáng sợ là Anna cầm lấy con mèo mà mình giết chết, đưa lên miệng gặm cắn. Clara nấp một góc nhìn phát run. Ngày hôm sau, Anna lại giống như không có chuyện gì xảy ra, còn vui vẻ nhảy múa. Clara cảm thấy sau khi mang thai nhất định là có vấn đề gì đó. Nghĩ đến trước đó Anna mộng du cắn mình một phát, Clara cảm giác được Anna có chút khát máu. Để kiểm tra xem có đúng không, Clara lấy dao cắt cổ tay mình, để máu chảy vào trong bát mì Ý, mà Anna vốn không thích ăn mì, lần này lại ăn rất ngon miệng, suýt liếm cả đĩa. Clara lo cô sẽ lại làm bị thương người khác, liền nói những gì mình chứng kiến với Anna. Vào những đêm trăng tròn, Anna sẽ bị mộng du, không cắn người sẽ cắn động vật. Anna vô cùng sợ hãi, cô hoàn toàn không nhớ những gì mình đã làm. Hai người thành thật với nhau, Anna cũng nói những gì mình đã trải qua cho Clara. Trong một lần đi nghỉ dưỡng, Anna gặp được một anh chàng đẹp trai Potter. Sau khi uống say, hai người lái xe lên đỉnh núi, ở trong xe làm chuyện kia. Mà đêm đó chính là một đêm trăng tròn, Potter biến thành người sói suýt chút ăn thịt cô. Cô dùng súng đuổi Potter đi, nhưng sau đó không lâu, Anna phát hiện mình đã mang thai. Mà từ đó Potter cũng biến mất dạng. Cô vì muốn sinh đứa bé mà tranh cãi với người nhà, đều là người bị tình yêu làm tổn thương. Clara biết được chân tướng cũng rất đồng cảm, vì vậy càng thêm quan tâm chăm sóc Anna. Nhưng không ngờ rằng hôm đó Clara trên đường trở về, ngẩng đầu nhìn đêm nay chính là đêm trăng tròn. Cô dự cảm chuyện chẳng lành sắp xảy ra, vì vậy nhanh chóng trở về nhà. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc miệng. Anna sắp sinh rồi, đứa bé trong bụng không ngừng động đậy, giống như sắp xé rách bụng Anna. Clara vội gọi điện cho bác sĩ. Lúc cô quay trở lại, cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh dị. Một con quái vật cả người đầy máu chui ra từ bụng Anna, còn Anna nằm trong vũng máu không còn hơi thở. Clara ý thức được đây chính là người sói mà Anna đã sinh ra. Cô sợ hãi cầm súng lên, nhưng cuối cùng lại bỏ xuống. Sau đó đưa đứa bé người sói đến bờ sông, nhân lúc vắng người định bỏ nó ở bãi cỏ rồi rời đi. Nhưng lúc Clara quay người rời đi, đứa bé lại phát ra tiếng khóc thảm thiết. Clara lương thiện chỉ có thể quay lại, dù đứa bé xấu xí và đáng sợ như nào, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Clara quyết định nuôi dưỡng nó. Chớp mắt 6 năm đã trôi qua, đứa bé trông giống như những đứa trẻ bình thường. Clara đặt tên cho nó là Joey, để Joey quên đi bản tính của loài sói. Clara chỉ cho cậu bé ăn rau củ, để chắc chắn không có việc gì xảy ra. Và mỗi đêm trăng tròn, Clara sẽ nhốt cậu bé xuống hầm, còn dùng xích sắt trói cậu bé lại. Đến ngày hôm sau, cả người Joey mọc đầy lông, nhưng cậu bé lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Trên tường là những vết cào mà cậu để lại. Clara cạo lông trên người Joey, cắt tỉa những móng vuốt. Sau một hồi chải chuốt, Joey lại trở lại là một cậu bé bình thường. Nhưng bí mật cuối cùng cũng sẽ lộ ra. Hôm đó Clara đi làm, nhờ hàng xóm chăm sóc giúp Joey. Hàng xóm thấy thân thể yếu ớt của cậu bé, liền chủ động xuống bếp làm bếp xe test cho cậu. Lần đầu ăn thịt, giống như kích hoạt DNA trong người, cậu bé liền dùng tay ăn, trong miệng còn gầm gừ giống tiếng giả thú. Cậu bé không biết rằng chỉ vì miếng thịt bò này mà hung tính trong người đã kích hoạt. Clara sau khi trở về, Joey vốn ngoan ngoan lại trở nên vô cùng cáu bẳn. Clara nhận ra ban ngày nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cô nhốt Joey vào phòng tối để an ủi tâm hồn Joey. Clara nói cho cậu bé biết thân phận thật của mình. Mẹ ruột của cậu tên là Anna, lúc sinh cậu bé đã qua đời, còn cha cậu vẫn chưa từng xuất hiện. Biết được thân phận của mình, Joey muốn đi tìm cha ruột. Sau khi tan học, Joey dẫn theo bạn cùng đi tìm cha. Chúng ngồi tàu điện đến một trung tâm thương mại. Clara thấy mãi mà Joey vẫn chưa trở về, vội đi tìm nhưng không có kết quả. Lo sợ Joey sẽ biến thành sói, bên này bạn của Joey vẫn đang cùng cậu bé tìm kiếm đến khi trời tối, mà không biết rằng nguy hiểm sắp tới gần. Bởi vì đêm nay chính là đêm trăng tròn, không có phòng tối và xích sắt ràng buộc, Joey không thể khống chế sức mạnh bên trong bản thân, cuối cùng biến thành người sói. Bạn học bị dọa đến co rúm, đến cả cây kiếm cùng làm rơi mất. Cậu bé hoảng sợ chạy vào thang máy, nhưng thang máy hỏng rồi, vì vậy cậu bé cả người đầy lông lá nằm trên giường, miệng dính đầy máu. Càng đáng sợ là cậu bé và bạn cậu cả đêm không trở về. Clara ý thức được tối qua đã xảy ra chuyện đáng sợ, mà cảnh đó trùng hợp bị hàng xóm nhìn thấy. Bà ta nhìn thấy người sói liền bị dọa sợ, vô nhấc điện thoại báo cảnh sát.
Lúc bà ta gọi điện, Clara đến bên cạnh đâm bà ấy một cái ngất đi. Clara vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị đưa Joey rời khỏi đây. Nhưng Joey lại không muốn bỏ lỡ vũ hội hôm nay. Cậu cãi nhau với mẹ nuôi, tiếp đó lừa bà vào trong phòng tối. Nhân lúc Clara không để ý lúc bà ở bên trong, sau đó trốn ra ngoài. Clara như sụp đổ, cô dùng hết sức đập cánh cửa. Nhưng cánh cửa này là tự mình thiết kế cho Joey, cô cùng chắc chắn. May là tiếng bà đập cửa được hàng xóm nghe thấy. Sau đó hàng xóm mở cửa cho Clara ra ngoài. Clara ra ngoài liền cầm lấy súng, khiến hàng xóm không hiểu gì cả. Bên này, Joey đang tham gia vũ hội, mà vừa đúng hôm nay chính là đêm trăng tròn. Thú tính trong người Joey lại phát tác. Nhân lúc còn tỉnh táo, Joey hét bảo đứa bé gái nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng đứa bé gái đã sớm bị cảnh trước mặt dọa cho hoảng loạn. Chỉ thấy Joey biến thành người sói lộ ra nanh vuốt, không ngừng gầm gừ. Trong thời khắc vô cùng nguy hiểm, Clara đến kịp dùng súng bắn vào người sói để cứu bé gái. Vũ hội vốn dĩ náo nhiệt, cô bé hét lên một tiếng. Clara đem Joey về phòng tối, băng bó vết thương lại. Lúc này Joey vẫn không ngừng gầm gừ, dường như muốn giằng đứt dây xích. Clara hát bài hát mà Joey hồi nhỏ thích nhất. Joey mới bình tĩnh lại, còn sự việc đứa bé, người sói không che giấu nổi nữa. Mọi người phẫn nộ cầm vũ khí đến trước nhà Clara. Lúc này Clara nói với Joey, mẹ không muốn con cảm thấy đói khát. Sau đó liền gửi xích cho Joey, hai người nắm tay nhau, chuẩn bị đối mặt với những gì sắp tới. Mở cánh cửa này ra là đuổi giết hay tha thứ? Bộ phim không cho đáp án, bạn cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?